Xin chào quý vị, anh chị cô chú quay trở lại kênh với Phú nhé. Hôm nay thì em có về một số sản phẩm hàng nội địa Nhật, Sunseal cũng như là mình thông qua các sản phẩm máy tính như đồng hồ, smartwatch thì em có rất là nhiều, khi nào cũng có tay nghe, khi nào cũng có khách đặt hàng bên em. Hôm nay em muốn giới thiệu đến quý vị, anh chị cô chú một cái sản phẩm. Đấy là sản phẩm cái lọc nước uống trực tiếp từ vòi ra của Nhật Bản nha quý vị. Clean Sui, Clean thì nó là tiếng Anh thì nó là kiểu dọn dẹp rồi làm sạch rồi. Này Sui thì là của tiếng Nhật phiên âm, Sui là nước. Đấy, làm sạch nước, lọc nước uống tại vòi luôn. Rồi như thường lệ thì số điện thoại của em thì em đang ở Nhật thì số điện thoại của em vẫn là cộng 81 0806817 3970 nha quý vị nhé. Zalo nha quý vị. Thì nay em xin thiệu quý vị anh chị cô chú một cái sản phẩm lọc nước của Mitsubishi Clean Sui này, MD101. Cái này là cắm vào vòi uống trực tiếp luôn nha quý vị. Thì em sẽ mở bên trong ra cho quý vị cùng coi các sản phẩm này. Đây là cái thông tin sản phẩm nha quý vị. Đầu tiên thì nó được cái kích thước của nó, mã thì là MD101 rồi. Kích thước thì nó rất là nhỏ gọn thôi, 148 x 58 x 103 mm. Con này có thể khả năng tẩy được 80% các cái vết bẩn ở các cái trong nước ấy, bẩn trong nước, và có thể uống được trực tiếp luôn ấy. Cái này thì sản phẩm của Made in Japan, product design only for Japan. Thế là được sử dụng mà thiết kế riêng cho nước Nhật và áp dụng bảo hành tại nước Nhật luôn nhé, chỉ bảo hành tại nước Nhật thôi. Cái sản phẩm này thì của nhà sản xuất đây là Mitsubishi này. Có cái logo Mitsubishi có thể quý vị biết này. Việt Nam thì Mitsubishi nhiều đối với ô tô, cũng là nói chung là logo của Mitsubishi. Sản phẩm đi kèm của nó thì có một cái bộ lọc nước như thế này, một cái bộ nước ra như thế này, là ở trong bao thì em sẽ tháo ra cho quý vị coi. Thứ hai là một cái bình lọc như thế này, Super High Grade. Và thứ ba nữa là cái các cái đầu để lắp vào cái vòi nước của quý vị, có theo các cái size của ống, các cái kiểu ống, có thể vòi ở nhà tắm, vòi ở nhà bếp, tùy theo kích thước của từng cái loại vòi và từng cái kiểu dáng vòi mỗi nhà dùng, có từ kích thước từ rộng 22 đến rộng 24 mm. Có loại bé nhất thì là áp dụng được cho 16-19 mm. Đây là sản phẩm, là cái bộ phận đi kèm của nó ba cái thôi. Một cái giá sản phẩm như này là về 900.000 Việt Nam quý vị nhé. Nó có hai loại, một loại có cái màn hình LED ở trên cái cục này luôn, nó hiển thị số lít nước rồi phần trăm pin. Cái đấy thì nó có pin vì nó là có màn hình LED, còn cái này thì không có pin, cái này thì dễ dùng thôi, không có màn hình LED. Và một cái sản phẩm như thế này thì nó sẽ lọc được 900 lít nước sạch để uống. Ngoài ra thì nếu quý vị không chỉ dùng để rửa thôi, rửa nó nấu ăn thôi, nấu ăn thì sẽ được lâu hơn. Đấy, tùy theo cái nhu cầu sử dụng của quý vị. Đấy là cái sản phẩm sau khi lắp vào cái vòi của nó như thế này nha quý vị nhé. Đấy thì hôm nay em lại trước ba cái sản phẩm về để dùng thử cũng như là gửi cho một số anh khách có đặt trước của em ba sản phẩm này. Thì em sẽ tháo cái sản phẩm này ra và lắp vào vòi trực tiếp cho quý vị cùng xem cái kiểu của nó và cái cách sử dụng. Đây quý vị, đây thì sau khi là tháo cái bộ lọc nước ra thì đây là cái đầu tiên là cái vòi nước ra, thì nó có các cái chức năng, các cái nấc ra nước giọt, ra nước vòi như kiểu shower, vòi tắm đấy, và ra bên cổng ra bên này và ra cổng ra bên này. Thì đây là cái cục lọc, lọc thì sẽ cắm vào ở cái bên này. Đây có cái lẫy, khi lắp vào thì chỉ xoay là nó được, đơn giản thôi. Đấy, quý vị lắp vào như này, xoay vào là xong. Đấy, thì đối với cái vòi nước ở bên này thì người ta hay dùng cái vòng 16 này. Thì quý vị sẽ dùng các cái đầu đấy, tùy quý vị chọn. Đây có một cái đầu nó ghi 16 trên đầu luôn. Thì quý vị đây có cái một cái ngạnh ở giữa để lưỡi nó to ra, lắp vào cái khe này và lắp. Thì đây đầu tiên thì hai cái này sẽ lắp vào nhau như vậy. Ngoài ra thì các cái vòi kiểu khác thì nó sẽ có nối những cái thành phần thế này vào đấy.
Thì đầu tiên nó lỗi với nhau thì mình sẽ cho cái này vào trước. Ra của đây đã. Tiếp theo cho sản phẩm này. Phần này thì cái đầu bé sẽ lên trên và đầu to sẽ quay xuống dưới. Nới cái chỗ này có nấc cho nới nó vào. Cái vị đệ này nới nó cũng sẽ vào thôi. Đấy, vào như thế này. Sau quý vị sẽ kéo xuống. Đấy, nó mắc ở đây rồi. Đấy. Sẽ lắp cái này vào. Đấy, em sẽ lắp cái này vào. Em sẽ lắp vặn cái này vào thôi quý vị. Đây nó có gioăng, cái này nó có cao su rồi, quý vị chặt vặn cái này chặt lại thì nó sẽ siết lại được thôi. Đây quý vị nhé, sau khi siết chặt thì quý vị kiểm tra nước nó sẽ chảy ra, nếu nó không rò ra đường này thì là ok. Quý vị lắp cái bình này vào thì khi lắp vào thì quý vị nghe tiếng tách thì được, còn bình thường lắp vào như này thì đấy, nghe khực đây được là xong, vào hết thì bạn chặt là nước nó không rò ra đây được. Đây có cái nấc giọt nước này, dòng nước ra bên này, nước ra bên này này, đấy ba nấc, em sẽ bạn thử quý vị cùng coi. Đấy, nghe để nước nó chạy ra từ bên này nhé. Ra ở đây vẫn chưa chặt, nước nó vẫn trào đây. Đây quý vị nhé, đây là nó có nước ở trên này nó chạy xuống đây thôi chứ không phải chỗ này trào nhé. Vừa vặn quý vị cứ coi. Trên này nó đầu này nó chặt đây thì nó chạy đây. Còn cái nấc nước thì mình chạy vòi, cái vòi đa dòng này nó tắm đấy vòi sen đấy. Đấy rồi đây chạy dòng bên này, trên giọt này sẽ ra bên lọc này. Nếu quý vị dùng hai cái nấc này thì quý vị sẽ dùng nước như thường, khi mà quý vị rửa hoặc là dùng sinh hoạt như thường thì nó sẽ không lọc qua cục này, nó sẽ vào trực tiếp vào đây ra. Còn khi mà quý vị dùng cái giọt nước ở bên này đấy thì nó sẽ ra bên này và hứng để uống, hứng uống luôn luôn nha quý vị nhé. Bản chất là cái nước ở Nhật nó đã sạch rồi, có thể uống được tiếp ở vòi rồi, nấu ăn được tiếp. Nhưng nếu để an toàn hơn ấy, thì có thể dùng cái sản phẩm này để uống. Còn đối với nước Việt Nam, nếu quý vị là nước máy thì có thể áp dụng cái sản phẩm này. Nếu quý vị là nước giếng khoan ấy, hoặc là nước mà nước giếng thường mà quý vị dùng cái này thì em nghĩ là nó vẫn chưa phù hợp lắm, vì cái bản chất cái nước nó là nhiều cái sắt trong. Nói dùng cái này thì nó sẽ hơi quá tải một chút. Nếu nước máy thì quý vị dùng cái sản phẩm này và có thể uống trực tiếp được, dùng để uống thôi. Đối với áp dụng với cái chế độ giọt nước này thì quý vị sẽ vòi nước ra bên này và để uống nấu ăn. Còn nếu cứ bình thường thì quý vị dùng nước bên này rửa ráy như bình thường đấy, nó sẽ không ảnh hưởng đến cái việc tốn cái thời gian lọc và tốn cái cục lọc của mình. Đấy, thế này xin review với quý vị anh chị cô chú một cái sản phẩm lọc nước Super High Grade của Mitsubishi Clean Sui nhé. Đấy thì giá 900.000 về Việt Nam đã bao gồm cước vận chuyển. Còn cái cước bưu điện ở Việt Nam thì nó cái này sản phẩm bé này rơi tầm 30.000 gì đó, thì từ Hà Nội vào đến nhà quý vị thì quý vị thanh toán cho bưu điện là người ta thu lúc nhận tiền, lúc lúc nhận hàng, em không có thu cái tiền đó của quý vị. Còn thanh toán thì qua số tài khoản của Việt Phú tại Việt Nam, Agribank hoặc là Vietcombank đều ok, và thanh toán trả trước hoặc là thanh toán đặt cọc từ 30%, số tiền còn lại thì sẽ COD, giao hàng thu tiền trả bưu điện. Nhiều anh cũng hỏi sao không giao hàng trước thì thu tiền, hoặc là COD 100% ở Việt Nam, thì tại vì cũng có một số anh đã đặt những cái hàng loa bên em, nó nặng, nó vài ba vài ba chục cân, thì cước vận chuyển nói em gửi được hàng không rơi vào tầm 4 5 6 triệu rồi. Thì đã có anh đặt về nhưng không nhận hàng, không phải là không xem hàng không nhận mà là khi mà người ta giao hàng anh có lý do gì đó anh không không muốn lấy hàng nữa, thì anh không nghe điện thoại của giao hàng. Khi mà người ta nghe được thì anh bảo là anh bận, anh thế này thế kia, sau đấy anh nhắn tin lại cho em là anh bận, anh không lấy, không hẹn gặp lấy hàng được ấy. Thì thôi thế hoàn phải hoàn từ trong Nam ra Hà Nội cho em mà mất thêm tiền, mà trong khi cước còn chuyển về 4 5 triệu thì em là phải chịu, không ai chịu cho em cả. Tại thành là cái nếu nên là phải có việc đặt cọc các quý vị, chứ không phải là em không phải đặt cọc để là mục đích là làm gì cả, mà để người nhận hàng, người mua hàng ấy, có trách nhiệm nhận hàng mình đã đặt.
Đấy, thì em xin chân thành cảm ơn quý vị và chú đã theo dõi video. Hẹn gặp lại trong video lần sau.